Vâng, lại mến chào quý vị trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay Trung lại đi khảo sát một cái lô đất này ở khu vực Hòa Bình, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhé. Lô đất này rất là đẹp luôn. Thì cái con đường mà Trung đang đây là đường về Hòa Bình Ngãi Giao chạy hướng này. Và hướng của Trung lại hôm nay quý vị chạy ra tỉnh lộ 328 khoảng cỡ 250m quý vị nhé. Thì sẽ cùng Văn Trung đi xem cái hình thù lô đất này. Giá rất là ưu đãi luôn. Ở đây thì hiện tại cái con đường mà vô cái lô đất của mình nó sẽ cập nhật lô đất là nó từ đây nhé. Nó cập nhật vào cái đường nhựa bên này được khoảng 1 mét ấy. Và đường này cũng sẽ trải nhựa, đường này đang trải nhựa 6 mét ha. À, ngày trước là đường bê tông và bây giờ họ đã đổ thêm nhựa qua, tráng nhựa qua. Đây có mương nước, có đường ống dẫn nước hết ha. Thì theo như nãy Văn Trung vừa nói là cái đất của mình nó sẽ giáp từ cái con đường nhựa kia được 1 mét, nó chạy vào đây. Và quý vị muốn xem rõ cái hình thù về lô đất này, quý vị có thể liên hệ cho tôi qua Zalo quý vị nhé. Ở trên Zalo thì Văn Trung sẽ gửi bản vẽ, bản test quy hoạch và cái sổ sách. Khi vào mà tới đây thì quý vị có thể hình dung không, khi vào mà tới chỗ này nó sẽ xuyên thẳng xuống kia sẽ vuông ha. Còn khi chỗ này nó như cái miệng, nó giống kiểu cái bản đồ chữ S Việt Nam trên này, như cái lưỡi con mỏ chim. Và từ đây đi xuyên qua đây được khoảng 24 mét, được 24 mét cái chiều này, chiều vuông này. Ở trong đây nhà dân thì ở khá là nhiều, san sát ha. Đường nhựa này nó sẽ bao quát đi quanh cái vành đai khu vực của Hòa Bình, đi theo con sông Dây nó chảy xuống đây quý vị nhé, chảy xuống thác nước Hòa Bình đấy. Đây chúng ta có một cái cọc bê tông tại cái điểm này và nó sẽ xuyên thẳng về cái lô cao su hướng dưới kia, ở đất mình sẽ tiếp giáp tới đó. Và người ta có quy hoạch trên bản đồ có một con đường xuyên sát ngay đằng sau cái lô đất của mình. Nếu như khi mà họ làm con đường đấy thì cái đất mình sẽ sát luôn đường ha, thì sẽ có là 3 mặt tiền. Và quý vị có thể hình dung cái chỗ này nó hơi thoai thoai giống như kiểu Đà Lạt ấy. Và dưới đây cách cỡ 100 mét thì là cái con sông Dây, cái sông Dây đấy, sông Dây. Trên đây là cái hồ Hòa Bình, sông Dây. Thì quý vị có thể đầu tư để xây nhà nghỉ hoặc cái chỗ mà để mình làm view chỗ này cũng ok này. Mức giá hiện tại đang chào giá là 1,5 tỷ, có thương lượng quý vị nhé. Quý vị có thể thương lượng giá nào ổn định nhất thì cứ xem và báo giá bên Văn Trung. Thì trên này cái lô đất này là người ta đã mua rồi và nghe nói sẽ là một cái khu du lịch gì đó của ông nào, chung nghe sơ sơ là như thế, của ông đại gia nào vậy. Và đây cô Trung cũng xin được thông báo cho quý vị biết con đường 91 là nó thông ngay đây nhé. 91 thì từ Hòa Bình Ngãi Giao về đây, từ Ngãi Giao, bên Ngãi Giao, đường từ Mỹ Xuân Ngãi Giao. Đây con đường này là từ Mỹ Xuân chạy về đây, họ mới triển khai làm con đường 91 thì nó sẽ xuyên qua cái ngay đây cách gần 100 mét, gần 100 mét sẽ chạy qua Hòa Bình bên này, thông mãi về Bình Thuận, bên Bình Châu, Bình Thuận là con đường 91 cách đây 100 mét quý vị nhé. Còn dưới đây là cái hồ sông Dây ha, quán ăn quán xá các kiểu ở dưới đây, quán ăn gia đình này. Đấy, quý vị nào có nhu cầu mua cái lô đất này hãy liên hệ ngay cho Văn Trung. Mức giá
1,5 tỷ có thương lượng. Và xin được khép lại cái video, hẹn gặp lại quý vị các video tiếp tục kế tiếp về những cái tra những cái video mà Trung sẽ cập nhật mới lên nhé. Nhớ đăng ký kênh. Đây quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mà Văn Trung sẽ cập nhật mới nhé. Vâng, xin kính chào.